Airbus với công nghệ chống ồn từ Bose, giá rẻ hơn Airpods. Amazon vừa ra mắt mẫu tai nghe mới, có tên gọi là Airbus, được trang bị công nghệ chống ồn độc quyền từ Bose với giá chỉ 129 đô la Mỹ, sấp xỉ 3 triệu đồng, rẻ hơn 31 đô la Mỹ so với mẫu tai nghe Airpods mới nhất của Apple. Theo đánh giá của nhiều reviewer được trên tay sớm sản phẩm, công nghệ chống ồn của Bose thực sự tạo ra một cuộc cách mạng trên những tai nghe Airbus không dây, vốn ít được trang bị các công nghệ tân tiến như so với headset hay tai nghe có dây. Dẫu vậy, điểm trừ của sản phẩm đó là có hộp đựng kích thước khá to, cụ thể là gần gấp đôi so với AirPods, khiến việc bỏ vào túi để mang theo gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh việc có công nghệ chống ồn, tai nghe cho bus còn tương thích với Alexa, Google Assistant hay Siri tùy theo từng loại thiết bị di động của người dùng. Về thời lượng pin, tai nghe cho bus có thể duy trì được 5 giờ sử dụng và hộp đựng đi kèm giúp nó có thể duy trì trong 20 giờ.